trở về cái câu chuyện của anh Tuấn Dương, cái người mà làm từ thiện và đã có những cái câu xúc phạm tới người nhận từ thiện mấy hôm nay. Anh đã ra một cái video xin lỗi cộng đồng mạng nhưng mà vẫn chưa được chấp nhận từ cộng đồng mạng, thì anh đã tiếp tục làm một cái video. Cái video này nó khác, cũng là một cái video xin lỗi nhưng mà nó khác một chút xíu, là anh đã đi tới từng người, những cái người mà anh đã từng xúc phạm, những cái video mà anh đưa lên mà anh đã xúc phạm thì anh đã đi tới và anh đã xin lỗi từng người. Thì hôm nay các bạn hãy cùng Nghĩa Thư coi cái video này để mình coi là cái những hành động của anh đã có lòng hay là không, anh có thật tâm để sám hối, để xin lỗi những cái người này hay không. Thì các bạn cùng coi và xin các bạn cho một cái lời phán xét nha các bạn. Mục đích của video clip này Tuấn Dương làm ra để gửi lời xin lỗi tới những nhân vật đã vô tình bị Tuấn Dương làm tổn thương trong quá trình làm thiện nguyện. Tuấn Dương cũng gửi lời xin lỗi và lời cảm ơn tới cộng đồng mạng đã chỉ ra những cái sai của Tuấn Dương để Tuấn Dương biết và sửa chữa. Cả nhà ơi, giờ anh Tuấn Dương sẽ vô xin lỗi chú ở gần nhà nghe cả nhà. Thì chú này thì đã quen biết lâu rồi, tại vì anh Tuấn Dương qua đây được 3-4 năm rồi. Thì giống như anh em vậy đó, hay giỡn lắm. Thư mua cái máy xài chút xíu để Thư bị bản quyền. Thấy rồi đó, hai người quen biết đã rất là lâu rồi. Dạ, từ trước tới giờ thì chú cũng không có giận nghe cả nhà. Tại vì cả nhà mình cứ nghĩ là chú giận anh Tuấn Dương. Thật ra hai người đó quen thân từ trước giờ rồi cả nhà ơi. Anh Tuấn Dương đã qua đây đã từ lâu rồi, mấy năm rồi. Thì chú với anh Tuấn Dương thì vẫn giống như trong nhà vậy. Tại chú thì qua phụ từ thiện rất là nhiều, chú qua phụ công quả đó cả nhà, rất là tốt luôn. Rồi nên anh Tuấn Dương với chú thấy thân thích quá thì mình giỡn vậy thôi à, chứ không có giận. Thật ra qua xin lỗi thì chú cũng không biết chuyện gì luôn. Tuấn Dương xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì Tuấn Dương tìm tới nhà hỏi thăm, thì tìm tới nhà một nhân vật mà xuất hiện trong clip. Thì hôm trước cũng có đề bảng là cơm từ thiện thì mỗi người nhận một suất, nhưng mà tự dưng thấy chú tới và chú nhận luôn hai suất mà chú cũng không thấy nói tiếng nào. Thì mình mới có hỏi thăm một cái cách là nó cũng hơi mang cái tính chất là tếu táo vui đùa thôi. Mình cũng có hỏi thăm là chào thanh niên, chào hai phần đó. Thì cũng nhiều cô chú anh chị cũng có những cái bức xúc. Thì thực ra chú này thì mình cũng không rõ tên vì chú là người gốc Hoa, nhưng mà chú cũng thỉnh thoảng chú cũng hay lại phụ bếp cơm. Và trước đây có những cái lần nào mà chú phụ dắt xe hoặc là chú làm phụ ấy, thì cũng đều có một chút chia sẻ tới chú, ví dụ như là tặng quà, hoặc là những lần Mạnh Thường Quân có gửi tiền ủng hộ các anh chị trong bếp cơm thì cũng có đều gửi tặng chú, đúng không chú? Đây là chị của chú ạ. Dạ. Thưa là hai cô chú thì mình làm nghề gì? Ở nhà với người ta giữ cái xe ba gác đó. Đó là nhà hai cô chú là cho giữ xe ba gác. Đây các bạn, đây thì nhà cô chú là hôm trước thì chú có nhận hai suất cơm, mà nhà cô chú là giữ xe ba gác này. Đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cỡ cả chục chiếc xe. Này các bạn, để Thư ngừng cái khúc này lại chút xíu. Anh ra anh đếm 10 chiếc xe ba gác. Có thể là anh cho cộng đồng mạng biết là cái gia đình của người chú này có tiền, cũng như là có xe, có đồng ra đồng vô cho mướn xe đâu. Nhưng mà theo Thư nghĩ là cái mùa dịch này các bạn, bây giờ có 100 chiếc xe ba gác này nữa cũng vẫn không có cơm ăn được các bạn. Tại vì mùa này có ai đi nữa đâu, dịch này mà sao mà đi đâu nữa đâu, mà bây giờ có 10 chiếc hay là 100, 1000 chiếc thì vẫn vậy thôi. Nhưng mà có thể là anh có nói, ý muốn nói là cô chú này có tiền dư của để. Thì các bạn nghe tiếp nha. Có một mình chú nên là hôm nay tới nhà thì mới biết là có thêm bà chị nữa. Thì hôm trước con cũng có hỏi gặp chú ấy, con cũng hỏi một cách, đây là tếu táo đùa thôi chứ không nhằm cái mục đích là bảo là coi thường gì cả, vì nhiều khi trong cũng quen rồi nên là có thân quen nên là hay nói đùa. Thì nói là chào thanh niên thì nhiều cô chú bảo là nói thế là hỗn, là coi như là không có tôn trọng người lớn tuổi. Thế thì hôm nay con cũng tìm tới gia đình cô chú để trước tiên là gửi lời xin lỗi chú. Hôm trước con nói chú là
cái câu là chào thanh niên đấy thì chú có cái gì chú giận không? Không có. Dạ. Đồ mà nó có gì đâu nhỉ? Dạ con nói thế là chú có giận con không ạ? Không có, con giận. Dạ. Tụi đâu có giận, gắn là ai đâu có giận, gì gắn cho làm chi nữa. Dạ. Hai người này vừa qua các bạn cho nên hơi khó hiểu tiếng Việt chút xíu. Đến nhà của chú thì trước tiên là cũng xin cảm ơn cô và chú. Thỉnh thoảng thì tới đây làm những các cái công việc thiện nguyện đó thì cũng nhờ cái phía đằng trước nhà của cô chú. Và thứ hai là thỉnh thoảng chú cũng có cái phụ nên là cũng có cái sự gọi là sự biết thôi. Biết, quen biết sơ sơ thì con có thể có những cái lời nói nó chưa được đúng thì cho con xin lỗi chú. Đấy. Đấy, và sẵn tiện ngày hôm nay thì con cũng có một cái suất quà. Suất quà này để gửi tới nếu cô chú thì có gạo, có mì, có nước tương, có cá hộp. Đấy, để gửi nếu cô chú. Cảm ơn. Cho người cha lấy một hộp tôi giờ dẫn lên, tôi lấy hai hộp. Đó, xin lỗi tại em trai cũng nói không nhận người bực bội mà phải lấy phần tại có khi thấy người ta cho nó hai phần lấy làm về hai phần. Dạ thưa cô thì do con không có biết thì là thông thường hay cô cái số lượng cơm mỗi một buổi mình nấu ấy, thì nó chỉ có số lượng nhất định thế nên là thường là tụi con hay có cái bảng ghi sẵn ở trên đó là mỗi người một suất. Thì nếu như mà những ai mà có cái lý do chính đáng ấy, thì xin thêm thì tụi con vẫn tặng chứ không phải không. Nhưng mà tự dưng thấy chú đi qua chú xách hai phần thì con mới dừng lại, con mới hỏi và tại sao lại chú chào thanh niên sao lại lấy hai suất đó thì nên là nhiều khi cô chú các khán giả coi ấy, thì lại dẫn đến cái sự hiểu lầm. Đấy, thì bây giờ con muốn hỏi lại chú là hôm đấy thì chú cảm thấy cái lời nói của con thì chú có giận con không? Không có giận, không có cái gì gắn mình cho làm chi nữa. Tôi đã nói hai phần cân cho người tắt con tôi giận là hai phần con thôi. Chú có đọc được chữ tiếng Việt không? Không có giận gì mấy được. À chú không đọc được tiếng Việt. Tôi sợ em trai tôi sai đấy là hai phần. Có khi trại không biết với đứa dưỡng trời bây giờ xin lỗi đúng không? Dạ không thì thôi cô chú cũng không có lỗi gì, lỗi là do con thôi, con cũng không có biết. Thực ra thì giỡn chơi thì do mình quen biết từ quá lâu rồi nên là mình giỡn chơi thế, nhưng mà thực sự là cũng không biết là gia đình có hai người thế thì chú lại làm sai cái quy định, chú lại lấy có hai suất thế nên là con mới nhắc nhở chú, nhưng mà cái cách nhắc thì con lại hơi hơi có cái gì đấy con nói nó đùa giỡn quá nên là có thể gây cho các cô chú anh chị khán giả có cái sự hiểu lầm. Thì hôm nay con tới đây là xin lỗi cô chú đấy, và con cũng có một cái suất quà này để gửi biếu cô chú để có dù gì cô chú nếu mà trong cái quá trình con làm có gì con sai thì xin lỗi cô chú bỏ qua nhé. Rồi Ngộ còn giận nỉ không? Hả? Ngộ còn giận nỉ không? Không có giận. Tôi giận làm cái gì hết á. Rồi thế cảm ơn chú nha. Rồi xin cảm ơn ạ. Cảm ơn cô chú nha. Rồi cô chú giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn ạ. Cô là ở cái xóm này thôi nhưng mà thường thấy ông hai tới nhận cơm. Tới cái chú mà đứng gãi nè các bạn. Cái chú mà đứng là cái bàn cái gãi. Cơm của bên nhóm người ở khoa đó là thường. Nói chung là hôm trước á thì ông cũng có anh bị rảnh tay không có nghe. Ông cứ nói gì đi rồi tôi dịch lại cho. Bữa đó chú lại là cái cơm á. Chú gãi bằng người lõn này chú gãi đó. Thì cậu này có lỡ lời nói như là đưa gãi như vậy không có tốt. Chú giờ tới xin lỗi ông. Rồi ông thôi thì ông cũng là cha mẹ. Mà chú có lỡ lời nói thì thôi ông quan hỷ vui vẻ bỏ qua cho chú. Đó chú đã biết cái lỗi rồi nha. Sao ông tha lỗi không? Thì hôm trước có phát cơm ấy, con có cái lời nói lỡ lời. Ông cụ bị lắng tai các bạn. Cho nên chắc bữa đó anh nói cho ông cụ cũng nghe quá. Rồi, ông chứ nghe buồn chết luôn. Rồi ông nói đi ạ. Ông nói đi, ông tha lỗi cho cháu nha. Cái gì cũng bỏ qua nha, không có chấp nhất rồi, ông bỏ lỗi rồi, ông không có giận cậu đâu, ông không có giận cậu đâu. Cảm ơn, không có giận gì hết.
mà ông không có giận cậu nữa. Rồi. Dạ ông ơi, thì đây có biếu ông một suất quà này nhá. Dạ, này, đây là tặng cho ông một phần quà. À, biếu ông một suất quà này. Dạ, này cất rồi nó mất. Rồi bây giờ ông có đi ra ngoài mua đồ ăn được không? Không, ông cụ này không nghe các bạn, hỏi không nghe. Số tiền này 200 ngàn để bây giờ thì ông cần cái gì để ông mua thêm. 200 miếng ông để mua đồ. Dạ. Rồi con cũng chúc ông nhiều sức khỏe nhá. Rồi thì bây giờ nếu như hàng tháng ấy thì ông có cần cái sự giúp đỡ ấy, hoặc là bây giờ mỗi ngày thì tụi con có phát quà hoặc phát cơm hoặc là đồ ăn đấy thì con sẽ kêu là các cô để dành cho ông một phần và mang đến tận nơi cho ông. Dạ được không ông? Được. Thôi cậu nói mà mốt có gì đó thì cứ nói với cậu, mỗi ngày cậu có thể nhờ bên đây nấu cho ông ăn cơm nha. Dạ nhờ con nấu nè, con ở sớm của ông đó. Rồi vậy con cảm ơn ông nha. Rồi vui vẻ nha. Xin lỗi ông. Không giận. Dạ dạ dạ. Ơn, không có giận gì hết trơn. Không có giận gì hết trơn. Rồi, con cảm ơn ông và ông chúc ông nhiều sức khỏe. Xin lỗi, cũng không làm phiền ông nữa. À, trong thời gian tới ông có vấn đề gì thì con sẽ vẫn cứ tiếp tục giúp đỡ ông nhé. Dạ rồi, con cảm ơn ông ạ. Dạ rồi, cảm ơn ông nhá. Ông nghỉ nhá. Dạ. Không có nhiều. Dạ, dạ, con cảm ơn ông. Rồi, con chào bà. Bà khỏe không? Bà vô trong nhà đi bà. Dạ. Phải đi bác sĩ á? À, sao phải đi bác sĩ bà? Có nói máu cao. À, bà máu cao. Dạ, giờ bà ngồi xuống đi bà. Nay bà ăn gì bà? Ăn cơm. Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi? À, 70 mấy tuổi. Và bà có còn con cái hay là còn chồng con gì không? Còn. À, ông nhà mình còn không bà? Ông mất rồi. Còn bà ở đây với ai vậy bà? Ở với con trai. À, con trai và cháu. Ở nhà chỉ có này thôi hả bà? Cái trái. À, cái trái. Còn nhà chính ở đâu thôi bà? Hả? Cái trái là bà vẫn ở trong này. Cái nấu cơm. À, nấu cơm. Thì con biết là bà hay đi lấy cơm từ thiện đấy, bà nhớ không? Mà mỗi lần bà lấy 2 suất. Ở này hả? Vâng. Bà nhớ con không? Hả? Bà còn nhớ con không ạ? Không, à. Quên đó. Đậu hút nó bị rồi. Dạ. À, bà mỗi nói mới quên. Mỗi lần trước bà tới bà cứ nhận 2 suất cơm đấy. Rồi thì lúc này cũng đang dịch nên là tôi biếu bà chút cơm này để con biếu bà ít mì với gạo với đồ ăn để bà khỏi phải đi nhận nhá. Dạ thì đây có 5 ký gạo này, cá hộp 2 hộp con cũng có mua đây bà. Cá rồi nước tương, nước tương rồi mì thì vâng, thì trong cái lúc dịch này thôi bà cũng khỏi phải đi nhận cơm nhá, vì bây giờ cơm mà con không có nấu nữa, con chỉ phát gạo phát mì thôi mà cũng có không còn, bây giờ không nấu được nữa nên là biếu bà một cái suất này thì bà ở nhà bà ăn, rồi lúc nào hết dịch cái này thì bà ăn được bao lâu? Cái này chắc là ăn được một tuần. Rồi thì hết một tuần thì bà hãy lại chỗ điểm phát cơm nhá. Ngại quá. Sao mà ngại? Thì ý là bà ăn hết cái này đi đã rồi bà hãy đi nhá. Chừng nào ăn hết cái này mới lại kia nhận tiếp. Vì bây giờ ở kia thì không nấu cơm. Khi nào đi chợ khó lắm bà. Lúc này đi chợ khó lắm. Thì nếu mà lúc nào mà trở lại bình thường rồi á thì sẽ nấu cơm, thì lúc đấy bà lại bà nhận nhá. À. bà nói ê, sao bà? Rui chảy nước mắt. À, rui chảy nước mắt luôn. À. Có ăn. Ồ, hình như cái bà cụ này người Hoa nữa các bạn. Nghe cái giọng nói là của người Hoa nữa. À, dạ. Dạ. Rồi thôi con chúc bà khỏe nhá. Rồi con xin phép con đi về nhá. Bà nói ai vậy con? Dạ. Mắt kém nhìn không ra. Mắt kém nhìn không ra. Dạ vâng. Rồi. Thôi bà nghỉ cho khỏe nhá. Con xin phép con về đây. Dạ con chào bà nhá. Cảm ơn nha. Dạ vâng. Bà còn nhớ tên con không? Quên. Mắt kém mà nhớ rồi. Nhớ không biết nhớ cậu chung nào.
Bây giờ thì nói nó có chuyện chú ở chỗ kia em. Dạ dạ. Vâng, rồi con chào bà nhá, con đi ạ. Uống ly cà phê. Ông uống, con mời ông uống cà phê ạ. Nãy ông khỏe không? Dạ. Cái ông cụ hồi nãy này các bạn. Khỏi thăm không? Rồi có ông vừa ăn cơm xong thì gửi ông ly cà phê để ông uống. Có gì ông không giận con nhá. Dạ. Rồi con cảm ơn ông nhá. Và qua video clip này, Tuấn Dương cũng mong rằng các cô chú anh chị có thêm những cái nhìn đa chiều, đặc biệt là những trang mạng xã hội, những trang mạng TikTok, Facebook đã có những cắt ghép không hoàn chỉnh và trích dẫn những cái lời nói trong cái quá trình Tuấn Dương thực hiện, thì những cái lời nói đó được xuất phát từ những cái bức xúc trong cái quá trình làm thiện nguyện. Có những nhóm người thì nhận cơm từ thiện rất là nhiều lần, và cũng có những người thì trà trộn vào đoàn người nhận cơm từ thiện để móc túi, để giật lắc vàng của những cái người mà đi lãnh cơm. Nên là Tuấn Dương đã có những cái lời nói nó cương quyết, và có thể nó sẽ gây ra cái sự hiểu lầm cho cộng đồng mạng cũng như là quý cô chú anh chị khán giả. Thì qua đây Tuấn Dương cũng rút ra được những cái bài học của mình trong cái quá trình làm thiện nguyện, thì mình cần phải có những cái lời ăn tiếng nói nó phù hợp hơn, cho dù có bức xúc hay là có nóng giận thì cũng phải kiềm chế để không xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Nếu như mà mình không có làm cái việc gì thì mình không có sai, nhưng mà càng làm thì có thể là trong cái quá trình làm nó cũng sẽ có những cái bộc lộ những cái sai lầm. Thưa quý cô chú anh chị, thiện nguyện được ví như làm dâu trong họ, và trong cái quá trình thực hiện thì chắc chắn là không thể tránh khỏi sai lầm. Tuy nhiên thì kết lại video clip này, Tuấn Dương cũng xin sự bao dung, tâm từ thiện của những người do sự cố tình hay cố ý của Tuấn Dương đã gây ra trong cái quá trình làm thiện nguyện. Mong cộng đồng hãy tha thứ cho những lỗi lầm của Tuấn Dương, và Tuấn Dương sẽ sửa đổi lời ăn tiếng nói của mình cho đúng mực hơn. Xin cảm ơn. Mục đích của video clip. Thì như các bạn thấy á, đó là cái những cái video clip mà anh đã làm để anh xin lỗi với cộng đồng mạng. Không hiểu, không biết là các bạn có cái ý kiến gì về cái video này. Thì nếu mà các bạn có ý kiến gì thì các bạn hãy comment cho Thư biết. Nhưng mà đối với Thư á, theo như Thư nghĩ á, thật ra nó có hai mặt, nó như là một cái con dao hai mặt vậy các bạn. Khi mà mình làm từ thiện mà mình không quay video, không đăng video lên thì không ai biết. Những cái người mà đưa tiền cho mình á, những cái nhà hảo tâm mà Mạnh Thường Quân đưa tiền cho mình á, họ không biết, để họ biết cái đồng tiền của mình nó đi về đâu. Mà mình quay từ thiện á, mà cứ người ta lại nhận đồ mình đứng chỉ máy quay như mặt người ta á, thì nó rất là khó chịu các bạn. Tại vì nhiều khi mình đi lúc khó khăn khăn mình đi xin một hộp cơm mình lại ăn, mình cũng không có muốn ai mà quay mình bỏ lên trên mạng cho bạn bè, cho người thân, cho bà con dòng họ hàng xóm mình biết hết. Thì anh có thể quay video, nhưng mà những cái video của anh quay anh dùng để anh gửi cho Mạnh Thường Quân của anh, chứ anh đưa lên như vậy thì nó gây cái sự phản cảm rất là dữ tợn. Mà nếu mà không đưa lên cho cái cộng đồng mạng biết thì giống như là cái làn sóng gì các bạn, khi mà các bạn làm từ thiện phải không, mình quay phim mình đưa lên thì mình thúc đẩy tinh thần của những cái người khác, họ thấy anh này làm từ thiện thì người kia cũng muốn làm, người nọ cũng muốn làm, giống như là mình làm cái tinh thần từ thiện của người ta nó dâng cao lên thêm. Mà nói chung là nó có hai mặt các bạn, được cái này thì lại mất cái kia. Khi mà mình làm từ thiện trong một cái đoàn người này có rất là nhiều thành phần, rất là nhiều thành phần. Các bạn thấy có những cái vụ từ thiện á, người ta mới vừa đậu xe lại đựng phát đồ thì người dân đã nhào lại giật trên tay người ta, một người lấy 5-7 phần, một người lấy cả thùng luôn, ôm nguyên cái thùng chạy đi luôn. Rồi những cái người họ đưa người này truyền tay qua người kia để đi buôn bán. Cho nên nếu mà không có một cái thái độ cứng rắn thì những cái người đó không có sợ và sẽ gây ra náo loạn các bạn, sẽ trong nhất là trong cái mùa dịch này, mà trong cái mùa dịch này mà chen lấn náo loạn
rồi giật giọc lợi dụng cơ hội móc túi này nọ là một cái sự rất là khó mà làm từ thiện để cho nó dạng cả đôi đôi đường hết. Thì cái việc làm của anh á, theo như Thư suy nghĩ mấy hôm nay Thư suy nghĩ á, có thể đúng trong, nhưng mà trong cái cách ăn nói của anh á, cái thái độ của anh á, nó lại sai, cho nên nó gây cái sự phản cảm. Thay vì cũng thái độ cứng rắn đó, nhưng mà những cái lời nói của anh nó nhẹ nhàng hơn thì không đến nỗi nào. Và Thư không có thích cái trường hợp mà anh chế nhiễu, giống như là dùng những cái máy mà quay mặt người ta rồi phân tích về mặt mà người ta, những cái đó là Thư hoàn toàn Thư không đồng ý các bạn. Nhưng mà những cái thái độ mà cứng rắn khi mà người ta đùng với nhau, người ta dành cái đồ, lấy đồ đó, thì anh dùng cái thái độ cứng rắn, cái đó là Thư cũng có thể là chấp nhận được. Nhưng mà cái thái độ mà anh dùng cái máy mà anh để anh chỉ mặt người ta, anh quay phim rồi anh phân tích những cái câu mà mỉa mai thì Thư lại không có chấp nhận được. Nhưng mà nói chung thì dù sao thì anh cũng có làm từ thiện các bạn, câu chuyện nó đã qua rồi. Thì Thư, đối với Thư là Thư thấy là thôi, khi mà người ta đã làm lỗi, người ta biết nhận lỗi, người ta đã tìm đủ mọi cách để người ta làm xin lỗi cộng đồng mạng, người ta tìm đủ một cách để người ta gỡ gạt đi lại cái lỗi của mình, thì mình cũng nên cho người ta một cái cơ hội các bạn. Tại vì mình đánh người chạy đi chứ không ai đánh người quay lại hết. Thì anh đã nói được cái lời xin lỗi, và có nghĩa là anh đã biết cái lỗi của anh. Thì mấy hôm nay Thư vào cái video của anh các bạn, Thư thấy cái lượng view nó tụt xuống rất là nhiều luôn. Có nghĩa là người ta đã tẩy chay anh. Cái video, những video trước các bạn, nó lên tới mấy chục ngàn view, mấy trăm ngàn view là chuyện bình thường. Bây giờ cái view của anh nó tụt xuống còn có cỡ 10 ngàn, 5, 7 ngàn. Và cái anh đã tắt cái nút mà like và dislike các bạn. Like, dislike là cái thích và không thích đó, cái ngón tay mình đưa lên hoặc đưa xuống các bạn. Có nghĩa là cái kênh của anh đã bị người ta vô, người ta cho dislike là đưa con dấu ngón tay xuống rất là nhiều. Cho nên anh đã tắt cái đó để cho mọi người không thấy được. Và cái video mới nhất của anh á, thì anh cũng đã tắt đi cái comment, cái nút comment, có nghĩa là không có được quyền bình luận. Thì anh chỉ đăng video lên vậy thôi. Người ta sẽ không thấy là anh bao nhiêu người cho cái like và bao nhiêu người cho cái dislike. Và cái phần comment, cái phần bình luận anh cũng đã tắt luôn, cho mình không bình luận được nữa. Chắc có thể là nhiều người đã vô, đã có những cái bình luận xúc phạm hay là cái gì đó. Thì Thư thấy là, theo như Thư thì Thư tha thứ cho anh các bạn. Thư thấy là chấp nhận được. Nếu mà anh biết sai như vậy thì chấp nhận được. Tại vì dù sao đi nữa thì anh cũng bỏ công sức của mình, anh đi ra anh làm từ thiện. Trong cái thời buổi khó khăn này thì thà là mình vu vi cho cái câu sự việc đó qua để mình thêm được một cái người giúp đỡ cho người dân, còn hơn là mình khắt khe quá mà mình mất đi một cái người làm từ thiện. Thì ý kiến như các bạn như thế nào thì các bạn để lại cho Thư một cái bình luận như các bạn. Thư cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video của Thư. Thư chúc các bạn có một ngày an lành. Bye các bạn.